Xin kính chào quý vị khán giả đến với kênh Thời sự và Giải trí. Kính thưa quý vị, tiếp theo phần 1 của bài viết Tổng kết từ lịch sử, chính quyền Trung Quốc đang có cả 10 dấu hiệu cảnh báo sụp đổ. Sau đây, xin mời quý vị cùng theo dõi 5 dấu hiệu tiếp theo. Năm, chi phí duy trì ổn định vượt quá chi tiêu quân sự. Một số người nói rằng Trung Quốc ngày nay giống như một nhà tù lớn, một thùng thuốc súng sẽ được kích nổ bất cứ lúc nào. Đây không phải là cường điệu. Khoản đầu tư hàng năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào việc duy trì sự ổn định có thể giải thích vấn đề này. Kể từ thời đại của Giang Trạch Dân, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đưa ra chính sách quốc gia, ổn định áp đảo hết thảy. Theo báo cáo kinh tế của thế kỷ 21 của Business Herald vào ngày 11 tháng 3 năm 2019, ngân sách của Đảng Cộng sản Trung Quốc dành cho an ninh công cộng nhằm duy trì ổn định trong năm nay chiếm 5,9 ngân sách chung của cả năm, tức là 1.387,9 tỷ nhân dân tệ, cao hơn ngân sách quân sự gần 200 tỷ. So với 5 năm trước, kinh phí của Đảng Cộng sản Trung Quốc để duy trì sự ổn định đã tăng gấp đôi. Điều này chưa bao gồm chi tiêu tài chính địa phương để duy trì sự ổn định. Nếu tính theo tỷ lệ chi tiêu 1:1 giữa trung ương và địa phương, chính phủ Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ chi gần 3.000 tỷ nhân dân tệ để duy trì sự ổn định trong năm nay. Điều này cho thấy tình hình duy trì sự ổn định của Đảng Cộng sản Trung Quốc nghiêm trọng như thế nào. 6. Kẻ quyền thế bỏ thuyền đào tẩu, lòng dân nổi sóng. Quan chức bỏ thuyền đào tẩu, đây là bằng chứng mạnh nhất cho thấy cơ đồ của Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ sụp đổ. Cựu Chủ tịch Báo chí Học viện Quân sự Trung Quốc Tân Tử Lăng đã từng tiết lộ với giới truyền thông. Trước thềm Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18, Lý Nguyên Xương đã tiến hành một cuộc điều tra thân nhân và con cái của các ủy viên Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương đã định cư mua nhà ở nước ngoài. Trên 85% sẵn sàng từ bỏ chức vụ và trốn chạy. Truyền thông Hồng Kông dẫn số liệu thống kê từ các cơ quan nội chính của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào năm 2012. Cuộc khảo sát cho thấy 90% nhân thân của các ủy viên Trung ương đã di cư ra nước ngoài. Lâm Triết, một giáo sư tại trường đảng của Đảng Cộng sản Trung Quốc tiết lộ tại Lưỡng Hội của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong 10 năm, từ năm 1995 đến năm 2005, Đảng Cộng sản Trung Quốc có 1,18 triệu lõa quan, chỉ là các công chức có vợ và chồng, có con cái đã định cư ở nước ngoài hoặc đã nhập quốc tịch nước ngoài. Một số học giả tiết lộ rằng các quan chức cấp cao và quyền lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc đang che giấu một kế hoạch đắm thuyền và Trung Nam Hải vô cùng lo lắng về điều này. Để ngăn chặn tình trạng quan chức bỏ trốn, bắt đầu từ năm 2018, chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tăng cường công tác kiểm soát xuất nhập cảnh đối với các cơ quan chức đảng và chính quyền các cấp, đồng thời mở rộng cơ chế ngăn chặn việc bỏ trốn đến tận cấp thôn bản, thậm chí các quan cấp chức thôn cũng phải giao nộp hộ chiếu. Theo quy định do Văn phòng truy đuổi đào tẩu Bắc Kinh ban hành, các thành viên ủy ban thôn khu dân cư có ý định xin phép ra nước ngoài, lãnh thổ vì mục đích riêng thì phải được ủy ban thị trấn, phường kiểm tra ngặt và chấp thuận. Các chứng chỉ, giấy phép đã xin ra nước ngoài với mục đích riêng phải được giao cho phòng tổ chức cán bộ thị trấn, phường để lưu trữ tập trung. Trước chuyến đi, thị trấn, phường làm tốt công tác giáo dục trước khi khởi hành, nhận lại giấy tờ kịp thời sau khi về nước. Các quan chức đảng và chính phủ của thành phố, miễn là họ nhập cảnh hoặc rời khỏi biên giới quốc gia với lý do riêng mà không tuân theo các thủ tục thông thường, phải báo cáo ngay cho văn phòng truy đuổi đào tẩu của thành phố. Tuy nhiên, dù quản thế nào, rất khó để phòng ngừa việc đào tẩu. 7. Đảng Cộng sản Trung Quốc quản chặt dân chúng, mua dao làm bếp cũng phải khai tên thật. Ở một số vùng của Trung Quốc, mua dao, lên xe buýt, vào nhà vệ sinh công cộng, truy cập trực tuyến đều bị yêu cầu phải khai tên thật. Theo bản tin pháp chế buổi tối, không có thẻ căn cước, bạn không thể mua các loại dao như dao làm bếp. Kể từ năm 2010, hệ thống mua dao nhà bếp bằng tên thật đã được triển khai ở Bắc Kinh, Tân Cương, Tây Tạng, Quảng Châu, Thượng Hải và những nơi khác. Theo quy định quản lý an toàn dao của Đảng Cộng sản Trung Quốc, công dân mua tất cả các loại dao dân dụng cần phải điền vào các mẫu đơn và xuất trình thẻ căn cước. Đơn mua dao phải ghi rõ tên, địa chỉ, số chứng minh thư, chủng loại, số lượng và mục đích mua sử dụng 6 món. Ngoài ra, cột sử dụng phải được đánh dấu là sử dụng cho mục đích cá nhân, không được mua mặt thay mặt cho người khác. Những người buôn bán vi phạm quy định sẽ bị phạt tới 5.000 nhân dân tệ. Các cơ sở quản lý công thương và quản lý đô thị sẽ theo chức trách mà cấm họ buôn bán. Những con dao bán trái phép sẽ bị tịch thu và người mua sẽ bị phạt không dưới 100 nhân dân tệ nhưng không quá 1.000 nhân dân tệ. Người bán bị phạt từ 1.000 nhân dân tệ đến 10.000 nhân dân tệ. Điều nực cười hơn nữa là trong buổi lễ duyệt binh lần thứ 11 ở Bắc Kinh năm nay, tất cả các nhà vệ sinh công cộng ở Bắc Kinh đều yêu cầu phải khai tên thật. Có thể thấy Đảng Cộng sản Trung Quốc sợ hãi người dân đến mức nào. 8. Đốt sách diệt nho, diệt chủng hàng loạt. Nói đến việc đốt sách diệt nho, nhiều người nghĩ đến Hoàng đế Tần Thủy Hoàng đã đốt sách Thi Thư Bách Gia Ngữ Phi Tần Quốc Sử Thư vào năm 213 trước Công nguyên, và ông đã giết chết 460 tù nhân vào năm 212 trước Công nguyên. Hai điều hợp lại, người đời sau đã gọi ông là kẻ đốt sách diệt nho. Tuy nhiên, cuốn sách mà Tần Thủy Hoàng được cho là đã đốt vẫn được lưu trữ trong triều. Thực chất câu chuyện này là do một nhà giả kim đơn đặt và lừa dối thế nhân. Kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc lên nắm quyền, các vụ đốt sách diệt nho, diệt chủng hàng loạt chưa bao giờ dừng lại. Kể từ thời Mao Trạch Đông, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cấm sách, cấm ngôn luận, đấu tố, giết địa chủ tư bản, cánh hữu và phá hủy đền thờ tổ tiên. Vào thời của Đặng Tiểu Bình, những sinh viên tham gia phong trào dân chủ đã bị thảm sát tại quảng trường Thiên An Môn vào ngày 4 tháng 6 năm 1989. Vào thời đại của Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào, các nhóm tôn giáo như Tân Cương, Tây Tạng và Pháp Luân Công đã bị bức hại và tiêu diệt. Hiện tại, Đảng Cộng sản Trung Quốc không chỉ công khai đốt sách diệt nho mà còn phá bỏ các nhà thờ, bắt các nhà sư hát các bài hát nhạc đỏ, xây dựng trại tập trung ở Tân Cương để giam cầm hàng triệu người Hồi giáo và bắt giữ hơn 9 người biểu tình ở Hồng Kông, thậm chí có cả trẻ em dưới 10 tuổi từ chối thả. Chính vì cuộc đàn áp nhân quyền tàn bạo và vô nhân đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong nước đã gây ra sự phẫn nộ của cộng đồng quốc tế. Năm 2018, Tổ chức Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã liệt Trung Quốc dưới thời Đảng Cộng sản Trung Quốc là một quốc gia đáng xấu hổ nhất thế giới. Vào năm 2019, Hoa Kỳ và các nước phương Tây khác đã liên tiếp ban hành đạo luật trách nhiệm giải trình nhân quyền Magnitsky toàn cầu, đạo luật dân chủ và nhân quyền Hồng Kông và tuyên ngôn dân quyền Tân Cương nhằm ngăn chặn cuộc đàn áp nhân quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Với sự bắt đầu của cuộc chiến bảo vệ nhân quyền toàn cầu, một số lượng lớn những kẻ phản bội nhân quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bắt đầu nhận các lệnh trừng phạt quốc tế. Điều này cũng chỉ ra rằng ngày tàn của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đến. Chín, coi nền văn minh là kẻ thù và liên minh với các tổ chức khủng bố. Đảng Cộng sản Trung Quốc coi Hoa Kỳ và các nền dân chủ phương Tây khác là kẻ thù và là liên minh với các chế độ độc tài và các tổ chức khủng bố Hồi giáo. Đây là chính sách đối ngoại hiện tại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Kể từ khi lãnh đạo đảng đương nhiệm lên nắm quyền, ông ta chủ trương đường lối ngoại giao nước lớn. Khi mà thách thức vai trò lãnh đạo toàn cầu của Hoa Kỳ, ông ta cũng tham gia vào việc mở rộng quân sự và xâm nhập chính trị trên toàn cầu, xuất khẩu tham nhũng sang các nước phát triển và xuất khẩu sự cai trị độc đoán của Đảng Cộng sản Trung Quốc sang một số nước lạc hậu. Ngoài miệng thì khơi khơi nói rằng vì để khai phóng mạch đập phát triển nhân loại, trơ trẽn đưa ra một nhân loại văn minh vận động tổng thể, cộng đồng tương lai chung cho nhân loại, biến Trung Quốc thành kẻ thù của các nước văn minh và liên minh với các quốc gia lạc hậu và khủng bố. Iran, Taliban và Al-Qaeda là những quốc gia và tổ chức khủng bố được cộng đồng quốc tế công nhận. Đây cũng là mục tiêu tấn công và trừng phạt trọng điểm của Mỹ. Do đó, không một quốc gia nào trên thế giới dám liên kết với nó một cách dễ dàng, trừ khi bạn muốn trở thành kẻ thù của Hoa Kỳ và nền văn minh thế giới. Tuy nhiên, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã làm ngược lại. Đối với các quốc gia mà Hoa Kỳ muốn áp chế và trừng phạt, nó coi trọng điểm kết giao và ủng hộ mạnh mẽ, chẳng hạn như Nga, Iran, Venezuela, Triều Tiên, Taliban. Nó dùng các hành động để có thể cho thế giới thấy rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc phải là kẻ thù của Hoa Kỳ và thế giới văn minh. Trước những gì mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã làm trên phạm vi quốc tế, Hoa Kỳ đã bắt đầu một cuộc phản công toàn diện. Vào ngày 11 tháng 12 năm 2019, Ngày Nhân quyền Quốc tế, Quốc hội Hoa Kỳ đã ban hành 72 lệnh trừng phạt Magnitsky toàn cầu chỉ trong một ngày. Tại cuộc họp báo ngày hôm đó, Ngoại trưởng Mỹ Pompeo nói với giới truyền thông rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thành công trong việc biến Trung Quốc thành quốc gia thù ác toàn cầu. Có thể thấy hoàn cảnh ngoại giao của Trung Quốc đã ác hóa đến mức độ nào. 10. Mô hình quản trị nhà nước lỗi thời. Đảng Cộng sản Trung Quốc để duy trì chế độ độc tài của mình. Tại Đại hội 19 diễn ra năm 2018, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã xây dựng mô hình mới, chủ nghĩa xã hội đặc sắc Tập Cận Bình với thời đại mới. Nhưng dù thay đổi thế nào, mô hình lạc hậu và lý do khiến cho Đảng Cộng sản Trung Quốc lúng túng khi thâm nhập thế giới. Đảng Cộng sản Trung Quốc rút lui khỏi vũ đài lịch sử là xu kế cận kề. 10 điểm trên chắc chắn là điểm báo trước sự sụp đổ của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Lịch sử loài người đã nhiều lần chứng minh rằng những người thuận thế sẽ thịnh vượng và những người nhược thế sẽ diệt vong. Trước những hành vi khác nhau của Đảng Cộng sản Trung Quốc, dùng bất kể lý thuyết nào để đo lường thì đó cũng đã thỏa mãn đầy đủ các điều kiện để sụp đổ. Lý do tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn còn tồn tại đến ngày nay là do một số người còn chưa thức tỉnh hoặc thiếu thời điểm thích hợp. Đây là lý do tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc coi tường lửa Internet như phao cứu sinh. Tuy nhiên, trong thời buổi toàn cầu hóa thông tin ngày nay, có thể thấy trước rằng bức tường lửa dù có mạnh đến đâu cũng không thể ngăn được làn sóng dâng trào của thời đại. Bất kể những người nắm quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc tung hoành như thế nào, họ sẽ không thể thay đổi vận mệnh sắp tới của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Kính thưa quý vị, vừa rồi là nội dung phần cuối của bài Tổng kết từ lịch sử, chính quyền Trung Quốc đang có cả 10 dấu hiệu cảnh báo sự sụp đổ. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin hẹn gặp lại quý vị ở những nội dung sau.